Chung tay cùng thành phố phòng chống dịch COVID-19, từ ngày 30 tháng 7 năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã phát động chương trình Sẻ chia yêu thương, chung tay phòng chống dịch COVID-19. Chương trình đã vận động được 5 tỷ đồng từ Tổng công ty Khí Việt Nam để hỗ trợ cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Các gia đình, hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Đà Nẵng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Việc phân bổ quà sẽ do Hội Liên hiệp Phụ nữ các quận, huyện điều phối và triển khai thực hiện từ nay đến cuối năm. Trong đợt 1, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố trao tặng 5.000 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho Hội Liên hiệp Phụ nữ 7 quận, huyện để chuyển đến gia đình các hội viên, phụ nữ nghèo khó khăn. Riêng quận Sơn Trà được phân bổ 1.000 suất. Trước đó, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã đến thăm, động viên và trao tặng 100 thùng sữa cho Bệnh viện Phổi thành phố Đà Nẵng. Thời gian đến, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tiếp tục phối hợp với Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố tổ chức chương trình siêu thị không đồng để trao tặng 1.500 suất quà cho hội viên, phụ nữ nghèo khó khăn bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19.